Caesar products. Like even chicken, chicken, em chỉ ăn trong. Trời ơi, giờ này livestream, vô đây không chụp hình đi. Cho gia đình mình cho tay tấm hình đi. Đây. Hết. Bên nhạc này nổi tiếng nhất ở Mỹ nè, mà sống ở Canada. Rồi vô hết. Anh Đồng Phúc ơi, vô chụp chụp. Vô. Đúng nguyên băng. Dạ. Nữ vô trong. Em ngồi cho em ngồi. Mà ba người chụp sẽ có người đi cho xóm á. Có người nhí nhảnh nhất là bọn cháu bé mà tinh tiến. Không, để cho em xin tấm bà trước nha. Có sao bác chụp ba không được. Mình muốn ở phòng nào mình ngồi à? Này là gì? Ở thêm một phòng thay đồ trong đây nữa. Đây thêm một phòng giống như vậy nữa. Ôi, anh Trung Kiến đẹp quá vậy. Tôi đi chứ ai? Hai. Đồ ăn để bồi dưỡng cho mấy trình diễn. Thêm một phòng nữa. Đây là backstage. Rồi sao sân khấu. Đó, cái người mà nhí nhảnh nhất đó, đang đi đó. Thật là tổ. Ở đây là stage. Sắp tới giờ mở màn. Bởi vì em mới quay anh. Em biết là anh nhìn không ra ba. Không phải. Ba nói nó đi ngang nó chào cái đó đi luôn à. Nhìn không ra. Con nói chứ. Con là ba mẹ của cô ca sĩ trẻ nào. Con thấy Loan nè. Con nhìn ra Loan luôn. Đầu chào thôi đi chơi rồi đi qua cho rồi. Ai về đâu đi. Con mới với lầu con đang nghỉ. Đợt này con quay về đó. Con mới rinh bánh trung thu. Qua đợt sau ngày 15 qua tới. Để chào ông già tía. Nghĩ trong đầu mới người trên lầu vậy luôn. Trời sorry. Nhìn không ra thiệt. Thầy bà tôi nói nó mới được nghe. Nó mơ được nghe. Bây giờ không ra. Sorry. Ốm đẹp hay vậy. Như trai trẻ luôn. Trời ơi, chắc đi dẫn đi uống cà phê quá. Ủa, hay quá. Em dọc riêng chứ biết nào. Chị ba lấy máy, chị ba chụp giùm em đi, lát chị ba gửi cho em hết luôn nha. Rồi, rồi tay kìa. Rồi, cho chị ba nè. Cô Bi, chị ba vô. Cho chị ba chị miếng sợi. Anh em mình mua hết. Oh, staff. That's professional man. Chị ba chụp với em. Để ba, chị ba chụp. Anh đang đứng sức chờ chút cho chị em remove cái tiết. Trẻ quá. Đúng rồi. Quá chuẩn bị. Đây đó. Quá đẹp luôn. Chấp cháo để ngoài.
em thấy rồi. Hay quá vậy. Ủa, em chụp nó hả? Sao chú, được chú, ra chú ba chụp nha? Đó, rồi, đặt lên. Thôi, con gái cho gì nữa. Con vô đi con, để con chụp cho. Để con chụp luôn nha con. Rồi, chụp luôn. Chắc mặt cút. Rồi, cô coi con xích, xích vô chút đó. Nhìn cho đẹp chụp đó, đúng rồi, nhìn cái xe nó có đẹp chút. Rồi, đẹp nha. 1, 2, 3. Cái đó. Sẽ vô. Rồi. Đây, chụp luôn nha, chụp luôn nha. Ok không? Anh Diều nè. Ba chữ. Được luôn không? Để em cái mũi đẹp trai lắm. Còn lần trước này là lấy hết không? Linh lấy hết không? Hết đĩa không? Đâu còn anh. Còn hả? Nếu còn thì đoạn để dành cho tuần tới. An có tương an. Hết tương an. Hết tương an.